là kinh phí khi mà chúng ta đi du lịch hoặc là chúng ta làm điều gì đó thì chúng ta phải cần tiền, đặc biệt là du lịch thì chúng ta sẽ dùng là 경비. 나는 여행 경비를 마련하려고 아르바이트를 했습니다. 마련하다, 준비, 준비 và Arbeiter, làm thêm, làm ngoài giờ. Cái này là sinh viên làm thêm, những cái người mà không có công việc chính thức, họ làm thêm. Còn cái việc mà chúng ta có công việc chính thức và chúng ta làm ở trong một cái công ty nào đó, thì chúng ta sẽ không dùng Arbeiter cho những cái giờ tăng ca của chúng ta, những cái giờ làm thêm của chúng ta nhé. Và chúng ta biết rằng Arbeiter là cái giờ mà chúng ta đang là sinh viên hoặc là chúng ta là người chưa có việc làm chính thức và chúng ta đi làm thêm thì nó gọi là Arbeiter. Tôi đã làm thêm để mùa mùa ha rơ heo để chuẩn bị kinh phí đi du lịch. 그는 여행 경비를 최대한 줄이기 위해 깨끗하면서 저렴한 장소를 숙소를 찾고 있어요. 여행 경비 là phí đi du lịch. 최대한 능력 cực đại. 줄이,줄이 là giảm bớt đi, 위에서 là để đúng không? Và cái kết sạch sẽ và 저렴하다. Chúng ta đã học 저렴하다 rồi, nó là rẻ hoặc là phải chăng. Giá cả phải chăng thì nó sẽ đúng hơn với so với rẻ. Rẻ là 싸다. Còn 저렴하다 là mình nhìn thấy và mình phán đoán nó là giá cả phải chăng ha.숙소 là nơi mà chúng ta nghỉ lại, nơi mà chúng ta ở trọ lại ở những lúc những cái nơi mà chúng ta đến không phải là nhà của chúng ta thì chúng ta đến đó chúng ta tạm ở lại thì nó gọi là숙소. Và ở đây là 찾고 있어요. Cái người đó đã tìm cái nơi nghỉ ngơi, nơi trọ lại. Giá cả phải chăng và sạch sẽ để làm gì? Để giảm tối đa cái kinh phí đi du lịch. Và chúng ta có từ 경비, 경비.